tháng 10, Long Sơn Mũi Né xin gửi đến quý vị chương trình triển lãm ảnh nhân vật hát bội của phóng viên nhiếp ảnh Đức Huy đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Right. And we bring to you an exhibition of art pictures, Phat Hoi art pictures from Mr. Đức Huy, photographer from Hồ Chí Minh City. Vâng, bộ mặt nạ hát bội cung đình Huế từ nhà hát nghệ thuật truyền thống và bảo tồn di sản cố đô Huế. And an exhibition of hát bội mask of the Huế Royal Traditional Theater. Và đặc biệt là chương trình biểu diễn các trích đoạn hát bội của các nghệ sĩ đến từ nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa. And especially a performance of the hát bội artist from Nha Trang Traditional Theater. Vâng, kính thưa quý vị, từ thuở khai thiên lập địa, con người đã biết vẽ mặt nạ để săn bắn kiếm sống. Sau này vào thế kỷ thứ 7, trong các trò nhại tứ, người dân bắt đầu sử dụng nghệ thuật hội họa trang điểm trên gương mặt để bắt chước các nhân vật mà họ muốn ca ngợi hoặc đả phá về lối sống, tính cách. Cùng qua cuộc sống lao động, phát triển của nền văn hóa của nước nhà đã hình thành nên bộ môn nghệ thuật tuồng đặc trưng và bộ môn nghệ thuật truyền thống của nước nhà của Việt Nam vào thế kỷ 13 và thế kỷ 17. Nhà nho Đào Duy Từ đã tiến cử được Chúa Tịnh làm tham mưu về quân sự văn hóa. Từ đây ông và các nghệ sĩ đã để lại một giá trị văn hóa phi vật thể to lớn cho dân tộc Việt Nam, đó là nghệ thuật hát bội tuồng truyền thống. Cho đến nay đã có hơn 500 vở tuồng được lưu diễn trong dân gian. Classical Vietnamese opera is a highly stylized and symbolic theatrical genre with storylines and characters that are part of Vietnamese literature, folklore and culture. Performances take brief episodes of legendary stories that would take too long to perform in its entirety. In earlier times, there were few skilled actors, so hard masks were used by an actor performing different characters. As the genre evolved, face painting replaced masks, allowing actors more facial expressions. Vâng, thưa quý vị, các nhân vật hát bội thể hiện được tính trung, lễ, nghĩa, trí, tín, nhằm răn dạy và đề cao tính giáo dục, đức tính trung quân, ái quốc, thờ vua, diệt ngụy của nhân dân ta. The painted faces and costumes in hát bội art reveal the personalities and social status of legendary characters. A golden beard signifies nobility, while a ferocious nature is represented by a black curly beard, and a goat-like beard, cunning or duplicity. Kính thưa quý vị, du khách, quý bà con cô bác, tuồng là bộ môn nghệ thuật hàn lâm có thủ pháp ước lệ đạt tới đỉnh cao, được thể hiện bằng hội họa, hóa trang, trang phục, vũ đạo và trình thức biểu diễn. Bộ gõ, trống, thanh la, kèn suna v.v. để tạo nên hiệu ứng trong chương trình biểu diễn. Hát bội làm tội người ta, tăng cửa nát nhà mà xa hát bội. Nghe tiếng trống chầu đâm đầu mà chạy, nghe tiếng trống chiến không khiến cũng đi. Vâng, đó là những câu thơ ý văn mà các cụ nhà ta từ xa xưa đã đúc kết nên qua các thời kỳ, và điều đó nổi lên sự ảnh hưởng to lớn của bộ môn nghệ thuật truyền thống của nước nhà. An important element of hát bội performance is the traditional musical instruments like drum, shofar and the rest. Và đặc biệt, trống chầu là tiếng trống báo hiệu mở màn cho đêm diễn. Người đánh trống chầu thường là người cao tuổi, có uy tín và am hiểu bộ môn nghệ thuật truyền thống, đó là bộ môn nghệ thuật tuồng, và cũng thay mặt người khán giả bằng cách khen chê. Đối với diễn viên, tùng là khen, cắt là chê, để nhắc nhở diễn viên và nâng cao chất lượng nghệ thuật ngay trên sân khấu. The sound of the drum is the sign to start the performance. The drummer is usually an elderly man who has high status in the community and understands tuồng art deeply. He will present for the audience to give the compliment for the actor. The sound tuồng means good, cut means bad, to encourage the actor. Vâng, và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu người cầm chầu của đêm diễn tối hôm nay,
đó là ông Vũ Tiến Thêm, đạo diễn giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa. And we would like to introduce to you Mr. Vũ Tiến Thêm, director and chairman of the Nha Trang Traditional Arts Theatre. Vâng, xin mời ông khai châu. Thank you very much. Thưa quý vị, và tối nay Lâm Sơn Mũi Né xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một phần nhỏ của bộ môn nghệ thuật truyền thống của nước nhà trong kho tàng di sản văn hóa đồ sộ có thể bị lãng quên và mai một. Sau đây xin mời quý vị làm quen với dàn nhạc tuồng. Vâng, làm quen với dàn nhạc tuồng. Right. And now we'd like to introduce you the tuồng musical instruments. Vâng, bên cạnh tôi là tay trống của dàn nhạc truyền thống. The drums. Vâng, và bộ gõ. The xylophone. Và kèn sona. The flute. Và tiếp theo là nhị. The violin.